Hôm trước mình mới đến cái câu gì, hôm trước mình mới đến câu 6 rồi đúng không? Nào Thủy làm câu 6 rồi thầy. Nào, đầu tiên đi giải nghĩa từng ngữ pháp một. Trung y tà là gì? Đang trong lúc ạ. Mình đang trong lúc. À, đâu đang đang làm gì đấy chứ? Trung e với là Đang đang học biết còn làm gì? Đây chỉ là đang làm gì đấy thôi. Tiếp, học kỳ ịp sáng. Cho kỳ tà là gì? Chọc kỳ tà là cấu trúc gì? Đã từng, cấu trúc này là cấu trúc đã từng đúng không? Có hương này. Ô, ai thầy ghi trên nhóm này. Thầy ghi trên nhóm mà. Mọi người không biết thầy ghi trên nhóm mà. Chọc kỳ tà là đã từng đúng không? Tiếp. Ư đeo tôn tham mi tà là gì? Ư đeo tôn tham mi tà là gì đâu nhỉ? Mình không nghe được thầy nói à? Thì sĩ. Thì ơi. Thì à. Ô, Thủy không nghe được thầy nói sao đúng không? Hương nào, Hương Ây Sơ đi nào, Hương Lê à, Hương Lê đâu, Vâng. đúng rồi nào, làm cho thầy tiếp, chúng ta để cái Vậy ạ. có kỳ tà đây là gì, đã từng làm gì đó đúng không, còn câu C là gì, ư đeo don tham mi tà là gì, Là gì của chúng này nghĩa là gì, về không học được rồi. Là Samita. đeo tôn tà đấy là Samita. dự định làm gì đấy đúng không, định vừa hay định làm gì đó, cái cấu trúc này là vừa hay định làm gì đó đúng không, chúng ta nhớ là cấu trúc định là được, định làm gì đấy. Xong rồi động từ cộng với ân điển chi tô bố đưa tà là gì, Samita dự định. chi tô mổ được sao đấy, mọi người không nghe được thầy nói sao mà cảm giác cứ nghe câu được câu tăng nhỉ, Samita hả, dự định. dự định đây thầy ghi dự định từ nãy rồi rồi bây giờ mới dự định, tức là không nghe được thầy nói đúng không hay như nào, cái gì đấy, thầy ơi em lại bị lỗi để em mau tan vào lại, nào tiếp nào, gì nhỉ, ố Hương lại ao luôn rồi. Hôm nay mạng làm sao ấy nhỉ? Linh, Linh Si, nào Linh nói chuyện với thầy xem có được không nào? Dạ. Đang nói rất là ngon lành đây nhỉ? Nào, Linh cái cấu D này, cấu trúc động, động từ cộng với ân điền chi tô mú đư tà này, nghĩa là gì? Không À, cái này chúng ta có chừng là không, à gì là, thì không, không biết chừng nhá, không biết chừng. Không biết chừng. Không biết từng, tức là mang tính phỏng đoán nhé, không biết từng anh ta cùng đến đây đó. Hoặc nó bằng với cấu trúc là động từ, hai cái cấu trúc này thầy thấy nó hay 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 thay thế cho nhau này. Su tô ị tả đó thì là cũng có thể là anh ta đến đây, không biết từng anh ta đến đây đấy đấy, hai cấu trúc này nó có thể là sẽ thay thế cho nhau được nhé. Thế thầy thì ở đây em chọn cái đáp án làm gì, Linh chọn đáp án là gì, em chọn đáp án B ạ. B rồi em dịch cả câu thầy, tôi Tôi khi mà bé thì đã từng học piano. tôi đã từng học piano từ khi còn còn nhỏ rồi, ok trả lời đó. Hương Nguyễn làm cho thầy câu 7. Semi-tà đây là cấu trúc gì, đầu tiên giải nghĩa cấu trúc chúc trước cho thầy, semi-tà là, semi-tà là gì, Semi tà là coi như là Coi như là đúng rồi. Ao y tà, cấu trúc ao y tà này này. Động từ nó là là một hành động viên phong thứ. cấu trúc ao y tà là gì? Đang ạ. Rồi là đang, đang. Thế nhưng mà ở đây là đang là mang Đang tính diễn ra trong một thứ ạ. duy trì không, duy trì trạng thái. Tức là cái hành động mà gắn với cái ao y tà này này, nó diễn tả là vì hành động này đã được xảy ra rồi, đã làm rồi và nó đang duy trì ở trạng thái là gì, đang thôi,
ví dụ như cái cửa nhá, cái cửa mà bây giờ nó đang mở ấy, đúng không? Nó đang mở, tức cái cửa đã được mở chưa? Nó được mở rồi và nó đang mở tâm hoang như kiểu, thì tức là nó đang được duy trì ở trạng thái đấy, đúng không? Hoặc là cái bức tranh nó treo được lên tường, đúng không? Cái bức tranh nó treo lên tường thì tức là bức tranh nó đã được treo trên tường, trên tường chưa? Được treo rồi, đúng không? Nó được treo rồi, thế nhưng bây giờ đang duy Vâng. trì ở trạng thái là đang được treo đó, mình sẽ dùng là cấu trúc Aoi tả đó. Hoặc là cái người mà đang ngồi đằng kia kìa, cái người đấy nó ngồi chưa, nó ngồi xuống rồi, đúng không? Thì đấy, thì bây giờ nó đang ngồi, duy trì trạng thái là đang ngồi, thì mình sẽ là ăn chay sẹo đó nhá. Thì ở đây chúng ta dịch là đang, hiểu nghĩa là đang duy trì trạng thái. Tiếp cấu trúc bon, ân điển bon hết tà, cấu trúc này học rồi, phải liệt kê rồi, bon hết tà là Tiếp nữa thì suýt nữa thì, đúng không? Cấu trúc này là suýt nữa nhá. Đó, cấu trúc này là suýt nữa, suýt nữa. U y, u y suýt nữa. Đó. Tiếp cấu trúc ân bun y tà này, ân điển bun y tà, cái này hình như cũng liệt kê rồi này. Hả? À, chỉ chỉ là, là chỉ, đúng không? Chỉ là cái gì đấy. Thế vậy em điền cái gì lên trên kia? Em điền, điền câu mấy? Em em chọn. điền cô B Em chọn điền câu B. đang Rồi ok, đang được đóng. Thì em dịch cả câu là gì? Chỗ cơm chó nê, dịch trước này. Chỗ cơm chó nê là gì? vài giờ trước À, tôi đến ngân chỗ cơm chó hàng nê vừa rồi, hoặc là mới đây, đúng không? cửa. Vừa mới đây tôi vừa đi đi đâu về, tôi đi ngân ngân hàng, tôi Đi đã ngân hàng về. đi ngân hàng về và thấy cửa là gì, Cửa đóng ạ. Cửa vẫn đang đóng. cửa đang đóng, đúng không? Thấy cửa đang đóng. Họ xem vào cái nhóm topic chinh phục ấy, chinh phục topic. Nó đang được đóng, đúng không? Nó đang được đóng. Ok, chọn được cô B ngay. Nó tiếp theo thủy đỗ nào, thủy đỗ cô 8 nó thấy. Vâng. Nào đầu tiên ao ca tà, cấu trúc ao ca tà là gì? À, ca tài nhưng là em không nhớ cấu trúc này. Cái này thực ra nếu mà chúng ta đi hiểu theo nghĩa đen ấy thì nó sẽ hiểu nghĩa là gì, đang và sẽ, tức là thể hiện một cái một cái hành động Lai. đang làm và trong tương lai sẽ làm. Còn cái nghĩa mà chúng ta thường hay dịch theo kiểu thần Việt ấy, chúng ta dịch là dần dần, dần dần, hoặc là sắp. Sắp làm đấy, đấy đó, đúng không? Ông dịch như thế nhá. Và có một cái cấu trúc đối nghĩa với cấu trúc này, chúng ta sẽ có động từ cộng với a o ô tả. Cái này nó diễn tả là để đã và đang, tức là quá khứ nó đã làm rồi và hiện tại nó vẫn đang đang làm đấy. Và nó diễn tả cái hành động gì nó đã làm từ trong quá khứ và liên tục làm cho đến hiện tại nhé. Đó, đây này thầy vẽ một cái bản đồ này cho mọi người dễ hiểu. Tức là ở đây là cái mốc tương quá khứ, đúng không? Quá khứ. Đây là hiện tại, đúng không? Đây là tương lai. Thì cái ao ca tả ấy, thì nó đang ở cái mức này. Đấy, ca tả nó đang ở đây. Đó. Còn cái ô tả nó ở đây. Tức là nó diễn tả trong quá khứ đến hiện tại. Quá khứ nó đã làm và liên tục đến hiện tại. Còn cái ao ca tả là hiện tại, bây giờ bắt đầu làm. Và nó sẽ lại liên tục làm cho đến về tương lai. Đó. Thường nó có hay có nghĩa như vậy, đúng không? Đó. Thì nhớ cái cấu trúc này, tại chúng ta dịch là dần dần, sắp, đúng không? Tiếp ư miên chỗ kết tá. Nếu thì tốt. Nếu Nếu làm cái gì đó tốt thì hoặc là tốt. mong rằng mong rằng, hoặc nếu làm này thì sẽ tốt, mong rằng điều này sẽ tốt, đúng không? Rồi tiếp ao ya ha tà, dễ rồi, Phải, phải. phải. Kỳ đô ha tà, Đã quyết định. quyết định làm gì đấy. Thì vậy chọn mấy? B. Sao lại B? Vì em Câu này dễ này, dịch mà. Hangu Goder Theun Chi, tức là chúng ta đã học tiếng Hàn hầu như khó ý, hầu như cái gì Hai tha năm tất cả được 2 năm rồi, hai tuê tà là được 2 năm, đúng không? Thì ở đây chúng ta phải điền cái gì, điền cái a chứ, nó đang diễn tả là sắp mà, đúng không? Sắp được 2 năm rồi, hầu như được 2 năm. Em mọi người chú ý cho thầy nhé, cái cấu trúc ao ca tà nó hay đi với cái từ khó y để lắm. Khó y này có nghĩa là gì, hầu như gần hầu như được, như hầu như gần như được ở cái mức nào đấy, thì nó cũng diễn đi từ cái cấu trúc ao ca tà, tức là gì, dần dần được cái này rồi, sắp được như cái này rồi, đúng không? Sắp ở cái mức này, dần dần được đến cái mức này rồi. Đó, mình phải chọn được câu câu a chứ. Đó, còn câu b này là vâng. câu b này là mong rằng, ước rằng,
nếu được như này thì tốt, nếu được 2 năm thì tốt, làm sao được, để hầu như nếu được 2 năm thì tốt, nghe nó ngang phè phè sao mà chọn được. Đó, Vâng. xem lại thầy nhé. Vâng. Tiếp theo câu 8, Hương Lê, à câu 9, Hương Lê nè, Hương Lê câu 9. Semi-tà nghĩa là gì? Semi-tà. 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 Đó, coi như là, đúng rồi, bạn mọi người biết này, coi như là nhá. Semi-tà là coi như là, thầy bảo rồi, về phải cày cày từ cày ngữ pháp, đọc đi đọc lại, đọc tái đọc hồi, cơ mà đọc 100 lần, 500 lần, một thì 1.000 lần cơ mà. Các cụ 70 tuổi học tiếng Anh, các cụ phải đọc 500 lần, 1.000 lần, các cụ thuộc đấy, các cụ kiên trì đến mức lúc đấy. Giờ mình trẻ mình đọc 100 lần là thuộc rồi mà mình không đọc, coi như là nhá. Ư đeo ton cha mi tả vừa gặp ở trên xong là gì? Là gì? Ừ, định. Vừa hay định làm gì đó thì mà đeo ni tả vẻ cái gì? Do mạng nhà thầy đúng không? Vâng. Mạng thầy hôm nay bị cũng bị sao ấy. Nào, Hương Lê tiếp này, kỳ mà đeo ni, mà đeo ni tả đây là gì? Thầy liệt kê đồ cũng trước, thầy liệt kê nó bằng với cấu trúc gì? Bằng Gì cái mà gì đấy, học vi đang tả ấy. Bằng với cấu trúc nó học vi tả này. Nhớ học vi tả đây là gì không? chỉ Ông, nó bằng với cấu trúc thằng nhon, nó bằng với cấu trúc thằng nhon khi cộng với một cái động từ nào đó là gì? là Cuối tháng không đóng wifi, đây là chủ nhà chứ không phải nhà thầy đâu. À, đương nhiên cái cấu trúc này đương nhiên là nhé, cấu trúc này cấu trúc đương nhiên là, rồi đương nhiên là, rồi còn cái cấu trúc câu D, ship sang y tả, ship y sang y tả bằng với cấu trúc gì? Đồng với khi ship tả ấy. Là cấu trúc gì? Khi ship tả là gì? dễ. À, dễ làm gì đó, đúng không? Để em chọn cái cấu trúc nào bên trên kia. Chọn cái gì? Đó. Bây giờ em dịch cho thầy. Từ đây, Bồ Đề Sinh Ca, tôi đã thì đây. Ừ. Anh chàng Tôi đã gửi cái anh gửi em nào là cái tờ gì? Anh nghe này, hướng dẫn. hướng dẫn cho khách hàng. Tôi đã gửi tờ hướng dẫn cho khách hàng rồi thì cái gì mà chi tả, cái động từ mà chi tả đi với các cấu trúc này là gì? Mà chi tả đây là kết thúc đúng không? À, kết thúc tức là nó đã kết thúc tất cả cái việc gì, chuẩn bị, Chuẩn bị. chuẩn bị đúng không, nó kết thúc tất cả các chuẩn bị rồi đó. Thì bây giờ kết hợp với cấu trúc gì? Có người chọn là gì? A, C, B là sai rồi này. B. B, B là sai, B là định nhá, vừa hay định nhá. B. D á, dễ kết, dễ, đây là dễ xảy ra một điều gì đó không tốt, dễ kết thúc tất cả. Theo nghe buồn cười thế. Bạn lại là B nữa. Sao người lại là B? Phải là A. Coi như là đã kết thúc hết tất cả rồi, đúng không? Tức là cái khâu chuẩn bị của chúng ta là đang chuẩn bị đến cái bước là gì? Gửi cái tờ hướng dẫn cho khách hàng, coi như là xong rồi. Coi như là xong, tất cả chuẩn bị xong rồi. Đấy, kiểu như thế, đúng không? Thì cái semi tả đây chúng ta diễn tả hành động như nào? Tức là có một cái gì đó nó hoàn thành hoặc là gần được ở đến cái mức tiêu chuẩn hoặc cái mức yêu cầu thì chúng ta coi như là được như vậy đi, đúng không? Tiếp câu 10. À, Diệu Linh nhỉ? Diệu Linh câu 10 cho thầy. Cấu trúc heo hoạt tà. Diệu Linh đâu? Câu 10 cấu trúc A là đã đang ạ. Ủa, sao thầy thấy Linh không mở mic mà tự nói được nhỉ?
Em mở rồi mà. Giờ mình tính mở. Đã đang nó bằng với cấu trúc vừa lúc đấy thầy cho ở trên này đúng không? Đã đang, đã làm gì đó, đang làm gì đấy. Rồi tiếp cái cấu trúc là kê ha tà này, cái đuôi câu gì đây? Ha tà nó là Kê ha tà là cái đuôi. Cái là cái động từ gì đấy? Tha tông sa tức là gì? Động làm cho từ. khiến cho ngoại động từ Rồi làm cho khiến cho ngoại động từ đúng không? Tiếp. Bọc pi tà. là đương nhiên hiển nhiên là Đương nhiên hiển nhiên là tiếp ưu dự ton trong mi tả định ạ. em chọn gì Em chọn A. rồi chọn A tức là cái cấu trúc ao tả lúc thầy bảo rồi nó diễn tả cái hành động gì đã làm trong quá khứ và liên tục làm cho đến hiện tại đúng không thì ở trong này nó có một mốc thời gian này trong 20 năm tức là trong 20 năm vừa qua ông đấy đã làm từ 20 năm trước cho đến hiện tại đúng không thì ở đây nó dịch cả câu là gì thì ông bác sĩ đúng không Bác sĩ đó đã chữa trị à chữa miễn trị phí miễn phí cho bệnh nhân trong suốt hai cho 20 năm. đúng rồi đó đúng không ok trả lời đó tiếp Hương Hương Nguyễn 10 câu 10 một Hương Nguyễn câu 11 nào kê ha tả đây là gì đây Nghe tà nào bảo à, sai chữ này nào đó làm gì? khiến cho làm cho sai bảo đúng không rồi tiếp nào cái cấu trúc tà hăn đào cô ha tà này Thân tập cô đọc bài là trích trích dẫn một lời nói gián tiếp, hôm trước tức là thầy nói rằng hôm trước thầy giới thiệu hết tất cả cái cấu trúc gián tiếp đây nhỉ chưa. đầu tiên chúng ta có cái câu gọi là câu chuẩn thuật nhé thầy giới thiệu luôn nó sẽ theo cái câu câu chuẩn thuật câu chuẩn thuật tức là cái câu trả lời đấy đúng không thì chúng ta có đầu tiên ở dạng danh từ khi cộng với một cái gì đấy chúng ta gọi là y đào cô nhá y đào cô ha còn nếu mà ở tính từ thì chúng ta cộng với tào cô ha tào luôn đúng không còn nếu mà ở động động từ thì cộng với nhân hoặc là niềm tào cô ha tào đó thì cái cấu trúc này chúng ta dịch là gì nói rằng là đúng không nói rằng là thầy có cho tạo một cái nghĩa là nói rằng là nhé nói rằng là tiếng Hàn có bắt buộc đọc nối âm không thầy có bắt buộc đọc nối âm em nhé nói rằng là đấy vậy thì câu này là cô gián tiếp ở dạng trần thuật ở dạng là cái bị động đúng không đấy quên, ở dạng động từ đúng không tiếp là đèo cô hết tà là cấu trúc gì đèo cô hết tà Định quyết định làm gì đâu đây là dự định thôi mà quyết định dự định tự định tiếp của d kê tuê tả câu lên trở nên có ba nghĩa có ba nghĩa hôm trước thầy bảo có ba nghĩa mà trở lên được bị. bị được trở nên đúng không ok thế bây giờ em chọn cái cấu trúc nào Em chọn B. Tức là B. bác sĩ bảo rằng hãy Thực ra nhá thực ra chúng kiểm cái soát thức này ăn bệnh. cái kê ha tà này hôm trước thầy có cho một cái cấu trúc đúng không n một n n hai kê từ đâu được các thành phần khác đúng không các thành phần khác cộng với một cái động từ gọi là động từ thì ngoại động từ gọi là sa tông sa đấy đúng không đấy nó có một cái cũng công thức như này đúng không và tiếp chúng ta cũng thế có n1 ân nâng n2 ề kê vẫn là ề kê nhé ề kê ở trên cũng là ề kê sau rồi cũng thì thành phần khác sau cũng cộng với động từ đây là động từ cái câu gián tiếp nhé nó là động động từ gián tiếp đó đúng không mọi người nhìn thấy là gì hai cái công thức của đuôi của cái động từ ngoại động từ và cái động từ gián tiếp nó giống hệt nhau đúng không đúng hệt nhau thì vậy cái câu A chúng ta cũng sẽ dùng được nhá câu A và câu B cũng dùng được nó đều gì đều có một cái công thức giống nhau mà đúng không đó đó thế thì bây giờ em chọn câu B cũng đúng câu A cũng đúng nhưng mà bây giờ em phải phân biệt
Câu nào là câu đúng? Nào Hương quyết định chọn đi. Được. Em vẫn quyết định chọn đáp án B. Vẫn quyết định chọn đáp án D. B thì em dịch cả câu là gì? Bác sĩ đúng không? Bác sĩ đã nói rằng là đúng không? Nói rằng với bệnh nhân viêm dạ dày đúng không? Viêm dạ dày rằng là điều chỉnh Phải kiểm soát lượng ăn. điều chỉnh lượng thức ăn. Rồi, nếu mà em dùng cái câu B ấy, thì em nhìn thấy này, cái gián tiếp của nó là hăn tào cô, tức là nó là một cái câu trần thuật rất là bình thường, tức là gì? Bác sĩ nói rằng là bác sĩ đã nói với cái bệnh nhân rằng là điều chỉnh lượng thức ăn, nghe nó không được đấy nhé. Tức là ở đây nếu mà muốn dùng câu gián tiếp ấy, thì mọi mọi người phải dùng cái gì? Em học xuất bỏ mà học không biết gì. Đây không phải du học em ơi, đây là chứng chỉ nhá. Tức là mình sẽ phải dùng cái đuôi câu là cái gì, cái ở cái dạng câu gián tiếp trần thuật, không phải trần thuật mà là ở dạng ý, mệnh lệnh thì mới đúng nhá. Câu mệnh lệnh thì câu mệnh lệnh chúng hay dịch là gì, nói rằng là hãy đúng không? Nếu mà ở đây mình dịch là bác sĩ đã nói với bệnh nhân viêm dạ dày rằng là hãy điều chỉnh lượng thức ăn đi thì là ok. Thế nhưng mà đây nó đang là câu trần thuật, nó không có từ hãy ở trong này. Cái câu mệnh lệnh của chúng ta là động từ cộng với ư và câu ha tả đấy đúng không? Chúng ta dịch là gì, nói rằng là hãy làm cái gì đó đi đó đúng không? Thì ở đây nó mà dùng câu mệnh lệnh này, chồ chồ cho ha đào cô hăn tả thì là ok này. Chồ cho ha đào cô hăn tả tức là gì, bác sĩ nói với bệnh nhân rằng là hãy điều chỉnh lượng thức ăn đi. Còn cái câu a này nó dịch là gì, bác sĩ đã yêu hoặc là dịch đã yêu cầu hoặc làm cho khiến cho đúng không? Bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân viêm dạ dày điều chỉnh lượng thức ăn hoặc là gì, bác sĩ đã làm cho bệnh nhân viêm dạ dày phải điều chỉnh lượng thức ăn đó, thì cái câu A nó sẽ đúng hơn nhé. Còn câu B nếu mà mình dùng cái gì, nếu dùng câu mệnh lệnh thì là đúng, nhưng mà đây là câu câu A, tức là bác sĩ phải làm nào để cho bệnh nhân nói chứ độc nói đơn giản như kia thì người ta không không mấy đâu, không điều chỉnh đâu đúng không? Đó. Đây là đáp án A. Tiếp câu 12, ai đây nhỉ, Hương Lê à? Hương Lê, ao ca tả là gì? Làm cho Làm đâu a có tà phải làm cho đâu, làm cho khiến cho đâu, nó là cái gì, cái cấu trúc vừa lúc đấy thầy sắp thầy đến, kẻ cái sơ đồ ấy, rồi dần dần sắp, nó là gì, đang và sẽ đúng không, đang và sẽ con, đang và sẽ nó gì là đang và sẽ hoặc dần dần sắp. Thế cái câu b Tô Han Tà. tô nghĩa là đô là đây là cũng nhé, cũng đây là cũng của động từ nhé. Chúng ta có cái danh từ, nếu mà là danh từ thì chúng ta chỉ cần là danh từ cộng với tô thôi đúng không? Nếu đối với động từ thì nó phải là thì biến thành động từ cộng với thì biến thành danh từ cộng với tô cho ha tà và lữa nghĩa là cũng đúng không? Cũng nhé. Thế cái câu C là mô tả liệt kê rồi, phải liệt kê rồi. À, cô ta hơn. Không phải hơn, bô ta là hơn, dính vào nhau mới là hơn. Đây là na, nó có từ na mà. Không phải là À, hơn cô đâu. ta Nghĩa là gì? là cô ta Ta học có vẻ đúng rồi. Hình như có vẻ có lẽ nhá. Đây là cấu trúc hình như có vẻ có lẽ. Tiếp, cháu kiểu tá cấu trúc này. không có Đã không có cô này số cấp 2 mà. Chúng ta vẫn có cái cấu trúc gì, tức là động từ ân điền hoặc khi thì ta là đã từng mong, còn cấu trúc còn nếu mà ân điền hoặc khi hoặc ta từng. là chưa từng, cấu trúc là chưa từng, đã từng mà chưa từng chưa? Đã từng chưa từng, thế vậy em chọn thì mấy, thằng đà đây là giống đúng không, chúng dịch là gì, cái đứa em chom chom là chom chom là Chậm chậm dần dần, chom chom là dần dần đúng không, ok dần dần cái gì đó, thằng đà là giống giống bố, người em dần dần giống bố, thì bây giờ phải
cùng cấu trúc gì? À, em thấy cái từ thầm trong đấy không? Nó là dần dần thì cái cấu trúc là đang nghĩa dần dần. dần dần Cấu trúc là đang nghĩa dần dần. à. Đúng rồi, cấu trúc A nhé. Ừ. Dần dần là cấu trúc A. Cái A chúng ta thấy cái A này nó cái AO này nó đi với cực khó Y là một này, cộng với gì thầm trong là hai này. Đó, nhớ cái đấy cho thầy nhé, lần sau thấy cái cấu trúc đấy thì chúng ta sẽ chọn luôn thầm trong cộng với A O ca tả vâng. Dần dần hoặc là sắp chọn nhớ nhé thầm trong khỏi im dần dần trở nên giống bố giống đồ nó gì là càng ngày càng giống bố cái kiểu thế vâng. Tiếp số 13 thủy đỗ nào thủy đỗ có 13 này à, bây giờ ta sẽ xem cái phần gạch chân cấu trúc nào giống đúng không. Cấu trúc này thầy liệt kê rồi thì phải, cái phần gạch chân thì nghĩa là gì? Đây là topic 3 đến 6 em mời. Nào, thủy đỗ cái tức hai tà này chứ. Hôm trước liệt kê rồi. Có vẻ lớp mình về không học bài cũ sao ấy nhỉ? Thủy đỗ. Thủy đỗ đâu không nghe được thầy nói là hay là sao? Không học bài cũ sao cứ lấy lý do không học. Bạn em kém bị mất rồi. Thầy không biết đâu. Thủy đỗ không được giờ đến Linh đi nhỉ? Diệu Linh ơi. À, làm cho thầy. Tức ha tà là Tức hai tà là kiểu phỏng đoán đấy mang tính phỏng đoán nghĩa là gì? Hình như có vẻ có lẽ đúng không? Phải nhớ cả nghĩa nhé. À, hình như có vẻ có lẽ rồi bây giờ cấu trúc nào hình như có vẻ có lẽ đây một hạn một là bon hết tả là lỡ. suýt lửa đúng rồi tiếp bon vuni là Punita đó là cái gì? vị trí là cấu trúc chỉ nhé cấu trúc chỉ tiếp mối Chị an như là chỉ muốn mối an như đi là tà là thế như có lẽ hình như có vẻ có lẽ tiếp ly ca ly ca tả như ca ọp tà là hầu như không có. không có lý nào đúng không ly là lý không có lý nào không có lý nào lại thế này thế kia thế vậy chọn mấy C ạ. đúng rồi chọn C thì cả câu cho thầy bô người ta trước này nhìn thấy cái điều gì đó Thì nhìn thấy nhiều mây, nhìn nhìn thấy nhiều mây trên trời, chắc là có vẻ chắc là sẽ mưa đấy. đúng rồi nhìn thấy cái việc mây dày đặc trên trời có vẻ trời sẽ mưa đúng không à, thủy đỗ được chưa thủy đỗ được chưa làm câu 14 cho thầy thủy đỗ sĩ nếu không được thì nhắn tin cho thầy là em không được em ngồi nghe thủy đỗ sĩ không được thì thầy next sang bạn Hương Nguyễn là bạn Hương Nguyễn câu 14 Hương Nguyễn sĩ Phương Nguyễn ơi. Đây ạ. Rồi ok. Nào cái cấu trúc thì mà đeo ni tả này của thầy là gì đây? Chắc chắc chắn là đương nhiên, dĩ nhiên là Ừ, đương nhiên là rồi cái câu A tức ha tả vừa vừa trên xong này. à, là có vẻ À có đâu? Có thể đâu nhỉ? Mà lúc đấy bạn Linh mình làm xong đấy. Tức ha tà là gì? Hình như có vẻ có lẽ vừa trên này họ làm xong đấy hai cấu trúc tức ha tà với mối an như tà này vâng, hình như có vẻ có lẽ nhé có vẻ bun nhi tà chỉ là đồ chỉ là học nhi tà nó là đương nhiên rồi đương nhiên chọc ha tà này hay rồi đã từng làm đầu chọc khi ịp tà mới là đã từng thì cấu trúc như thầy viết ở trên này mới là đã từng còn đây là vâng. cấu trúc này là gì chọc ha tà là gì là giả giả bờ đấy các bạn ở trên live các bạn đã trả lời là giả bờ rồi Vờ giả bờ em chọn là cái gì vờ em chọn là C.
đương nhiên. Đúng rồi, đương nhiên, đúng không? Em chỉ cả câu là bị teun te, te nâng ngược, lực lên trước này. Te là bị teun te khi, đúng không? Khi gì đây? Thì công việc đầu tiên Đâu, làm gì sao lại khi nhưng vừa làm việc? Em phải dịch từ. Em dịch từ te này, khi này, te là chi này, teu ta là gì? Học, khi học cho ông là lần đầu tiên, đúng không? Khi học lần đầu vâng. tiên về công việc, tức là khi lần đầu tiên học công việc. Ừ, khi lần đầu tiên học việc thì đương nhiên sẽ em ra đây. Em này mắc À, mắc mắc sai sót ạ. mắc sai lầm đúng không? Mắc lỗi, đương nhiên là mắc lỗi rồi. À, lần đầu học việc đương nhiên là mắc lỗi. Chọn được câu C. Ở tiếp theo Thủy Đỗ, Thủy cho cơ hội, Thủy lại cho cơ hội lại này. Nói được chưa Thủy Si? Thấy mở mic rất là bình thường nhưng mà thầy không thấy nghe, không thể nói được gì. Nếu mà Thủy Đỗ cũng được thì thầy sẽ lên Hương Lê. Hương Lê nào, Hương Lê Si. Chúng ta sẽ có cấu trúc phân liền su bạc kê học tà là cấu trúc gì đây? À, cấu trúc này cũng hơi Chỉ nhẹ đúng không? Cộng từ ân đi hưởng su hạt kế học tà, tức là chúng ta nói nghĩa là gì? Không, không thể không, tức là gì? Không thể không làm gì đó, có nghĩa là gì? Chúng ta không có lựa chọn khác, chúng ta bắt buộc phải làm cái hành động này đúng không? Thì nó chỉ là không thể không. Ừ, không thể không nhá. Ví dụ là bây giờ không có taxi nên chúng ta không thể không đi đi xe buýt được, kiểu như thế đấy. Hoặc là bây giờ không còn cách nào khác đành phải làm cái này thôi, đúng không? Kiểu như thế. Thì nào câu A là gì? Bon ha ta là gì? ship nữa. Ừ, suýt nữa. Tức hết tà là gì? Tức tha tà. Ờ, tức tha tà vừa lúc đấy chúng ta học ở trên đấy. Có Ờ, vẻ hình như đúng rồi, hình như có vẻ có lẽ nhé. Già man ha tà. Ia là gì? Phải. phải chỉ Man phải. là chỉ, rồi chỉ phải. Tức là chỉ phải làm thế này thôi, tức là không có cách nào khác, không có cái nào khác, bây giờ mình phải làm cái này sao, chỉ phải làm cái này đó đúng không? Tiếp là học phi tá, Đi vừa ở trên, vừa trên thầy à, vừa trên gặp mấy lần rồi đấy. Học phi tá là gì? Học phi tá đây, vừa trên gặp đây đây, lúc đấy bạn Hương Nguyễn lại đến đây. tà đương nhiên Đúng rồi, đương nhiên. Thế em chọn cấu trúc mấy? say. Đây đúng rồi, chỉ phải. Ở đây là không thể không và chỉ phải giống nhau. Em dịch cả câu xem. À, trong lúc này, nồi tà ca. Tà ca là trong lúc đúng không? Cái từ nồi tà kia là Trong lúc chơi chơi, chơi đến thì thảm địch kia cả gì? đệm À, chơi, đêm trong lúc muộn chơi đến đêm muộn đúng không? Trong lúc tôi chơi đến đêm muộn sư đến hò sư can tân có giò tân kỳ đạo, buýt xe buýt kết hết chuyến nhà kết ngừng đúng thúc không? Ngừng tân kỳ đạo, ngừng xe buýt nó ngừng mất rồi, cho nên tôi bắt buộc phải đi đấy, không còn cách nào khác, tôi bắt buộc đi, rồi. hoặc là không thể không, mình dịch là Lên không thể taxi. không đi taxi được. Xe buýt ngừng rồi nên không thể không đi taxi, chọn được câu C được chưa? Tiếp Diệu Linh câu 16 này, semi tả Semi là coi như là coi như là tiếp số A sóc hai bà chốc hai ta. Em quên cấu trúc này. sóc hai tả đây, nó là giả vờ vừa lúc được gặp ở trên một lần đấy. Giả vờ này nó bằng với cấu trúc gì? Em biết không? Có hai cái cấu trúc giống nhau ấy. Ân hiển gì? Ủa, các bạn trên live có ai biết cấu trúc nào chóc Ờ, ha tả chê bằng ha với... Đúng tạ. rồi, C ha tả luôn nhé, C ha tả nó bằng với C ha tả rồi, đúng rồi đó. Thế vậy cái cấu trúc tiếp này, ân khó na khắc tả, cái từ cắt tả là Onakata cắt là hy tả. vọng hay Không, cái từ cạc tà của em nghĩa là gì? Nếu mà em tách ra, cạc tà nghĩa là gì? Em có biết cạc tà nghĩa là gì không? Hả?
Em không ạ. Cặt tà nghĩa bình thường thì tách chúng ta cái từ tách cái cặt tà lên nghĩa là gì? Nghĩa là giống, giống nhé, giống cái còn cái Giống. câu còn cái còn na này nó chỉ biến thành từ tanh từ thôi đúng không? Giống với cái việc là mà chi tà là kết thúc giống đúng không? Tiếp kỳ mà đeo ni tà là gì? Ừ, đương nhiên. Đương nhiên rồi tiếp ừ đeo son chăng ni tà Dự định định làm vừa hay định làm gì đó em chọn gì? em chọn B. B giống giống như là coi như là giống như nào thì nó giống nhau nhé thì cả câu thầy cho te phố nét ít tem của nè vì vì đây Vì đã đưa cái tờ hướng dẫn nên là cho mọi te sang đâu phải là tờ hướng dẫn cho te sang là giấy mời mà giấy giấy à vâng giấy mời vì vì đã đã mưa giấy mời. gửi trước bố nên tại vì đã gửi giấy mời rồi cho nên là bây giờ chúng ta coi như là mà chị Giờ coi như là đã ta kết thúc cái việc chuẩn bị. chuẩn bị tất cả các lễ hội rồi coi như đã kết thúc tất cả cái việc chuẩn bị lễ hội rồi chuẩn bị sự kiện rồi đó cái là câu này giống câu trên đúng không? Gần gần giống rồi tiếp nào bạn Hương Nguyễn làm câu 17 nữa Hương Nguyễn Nè. làm gì đây Câu 17. Cấu trúc ở trên là chắc chắc chắn là đương đâu nhiên, tất nhiên. mang tính đương nhiên là mình cứ nhớ cái cấu trúc đương nhiên đừng không cần nhớ nhiều đương nhiên là đúng không Vâng. man tha giả là Đương nhiên là Manata nào. Cái này là đáng. đáng Đáng để làm gì? đáng làm gì đó có giá trị làm gì đấy đúng không đáng hợp với tả Đương nhiên. cũng nghĩa là đương nhiên rồi tiếp bon hết tả Tít nữa thì suốt nữa thì thế mùi ăn nghi tả có vẻ có lẽ thì có vẻ như có lẽ như cái chọn đấy em chọn B. đúng rồi B em bị cực tôi này nếu như cái tỷ lệ Shin Han Saram tốt Nếu như mọi người những người bị à cái gì Shin Shin Han Saram Shin Ha giả Chính hai là thân thiện. nếu như những người thân thiện cũng gì ô đét tông an giờ lắc hai trả như nhau Lâu rồi không liên lạc. lâu ngày mà cũng không liên lạc thì đương nhiên là Cũng nó đó không chi tà là gì một chị ta. Câu này em quên mất nghĩa rồi, từ Morochita. mời tà không thì là xa đúng không cộng với áo chi tà là chẳng nên xa Hết đúng thời khoảng cách rồi ok những người thân thiết mà không cũng lâu ngày không liên lạc cũng trở nên xa xa cách rồi thì đương nhiên phải từ đương nhiên trở nên xa cách vậy là cô B đúng không rồi ok thủy đỗ đâu thủy đỗ có đấy chưa em có đây rồi ạ. rồi ok nào cấu trúc na bô tà là gì thế Napu cái cấu trúc na bô tà lúc đấy vừa gặp một lần đấy cái bạn bạn Hương 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 Lê đã nó làm được đấy đúng. lúc lúc đấy em đang bận em lại không không ra nên là không biết ạ. Nabuta Thì nhắc lại tả cho em vậy hôm trước thầy cũng liệt kê rồi cấu trúc này là cũng vẻ là hình như có vẻ có lẽ nhá cũng mang tính phỏng đoán hình như có vẻ có lẽ được chưa tiếp semi nè. tả là Coi như là gì buni phun chỉ phun tức tức ha tả bao gồm ạ. đâu bao gồm Tha tức tà ha tà này cũng liệt kê rồi nó là cũng là cấu trúc gì hình như bất có vẻ có lẽ nhé cấu trúc này cũng là hình như có vẻ có lẽ nhầm vâng tiếp thì nên ha tà cái kỳ nên ha tà là trước mình sẽ bằng với kỳ nên ha chi man đấy thì cái kỳ nên này nó bằng nhưng nghĩa là nhấn mạnh thôi mang nhấn mạnh thôi đúng không thì thường hay kết hợp với chi man đấy ừ thì đúng không ừ thì thế này kiểu mang tính nhấn mạnh đấy thế nhưng mà thì đó đúng không thì chọn mấy tại em chọn được mấy đấy C. thì cả câu này nhìn bố nhìn vào cái việc gì đấy Nhìn vào cái việc an
nhìn và việc nhận không không gì nhìn vào cái việc không không nghe không điện nghe thoại điện thoại à, thì chắc là thì có hình như vẻ là chắc là không không có ở nhà. đấy à, nhìn cái việc không nghe điện thoại kia thì chắc là rồi chắc là không có nhà rồi đấy kiểu bác cũng phỏng đoán như thế đúng không, tạo được câu C rồi tiếp nào rượu linh câu 19 cho thầy à, cái câu này cấu trúc này được mà vậy có biết không, on mana này chúng ta có cái on mana này Là kiểu không không biết bao lâu ấy ạ. à, động từ hoặc là hoạt động từ hoặc là tính từ không phải biết không biết bao lâu đâu, ân niên nên chi mô đưa cả tức là được không biết à, cái gì đó bao nhiêu đâu tức là nó bằng mình nghĩa là rất rất gì đấy nó tức là nó nhấn mạnh ấy. Nó nhấn mạnh cái hành động rất rất gì đấy đúng không à, rất chi là mọi người rất định là rất chi là biết đến nhường nào cũng được hay từ bình thường thầy dịch theo đúng cái câu từ của nó là không biết là gì gì đó bao nhiêu đâu đó, ví dụ cái câu này chúng ta có kỳ bư tà là gì đấy là vui vẻ đúng không thì đã không biết là vui bao nhiêu đâu đấy à, không biết là rất chi là vui cũng được rất 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 là vui cũng được đó ở nhấn mạnh như thế nhá. Còn câu A chúng ta có từ cái gì hello, cái hello này hello thì hay cộng với một cái gì hello chúng ta hay cộng với một cái động từ cố định đúng không, cố định thì mình sẽ dịch là gì không chấm 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 cái gì nắm không không nắm à, không sinh nắm không buồn nắm không vui nắm không gì nắm đấy đúng không đó. Tiếp cô B như thế, cô B tương tự đúng không, câu C giò can không biết giò can là gì không cộng với động từ phủ định nghĩa là gì Không vui lắm. à, cái gì không cái gì gì đó bình thường đâu tức là nó đang thể Không hiện bình ở thường. mức ví dụ đây là giò can khí vi chả nát tà tức là gì không vui bình thường đâu đúng không tức là như nào rất rất vui đúng không, không vui bình thường gọi là rất rất vui đó, thì vậy bây giờ em chọn được cấu trúc nào Rồi, xe ạ. ừ, đúng rồi đó chúng ta dịch cả câu là gì cứ xô xích từ cô tức là gì từ cô là nghe Khi thấy cái tin tức đấy thì à, nghe tin tôi tức đó đã thì đã không không biết biết là vui bao lâu. vui nhường nào đâu vui bao nhiêu đâu đúng không hoặc là không vui không bình thường đâu thì cũng được đúng không ừ. Rồi ok chọn được C tiếp Hương Nguyễn làm câu 20 cho thầy Hương Nguyễn xin Nên cái phần một gạch chân chân từ lý này. ca ly ca học tà là gì Đi ca ột tà. là gì Trời. không có gì Không không thể không thể không thể nói không có lý nào đâu đây là cấu trúc của lý ừ. Đây là cấu trúc không có lý nào đâu đấy. Tiếp su bạc kê hợp tà vừa vừa là kê ở trên xong không có gì ngoài dịch nào chúng ta dịch là không thể không không thể không ạ. tức là bắt buộc phải làm đấy không không làm mà không được không thể không làm cái này điều này được đúng không à, xưng có si tà này thực ra cái này đúng là động từ nào Nó là không làm cái việc đó ạ. không cái vừa này bạn động từ cộng ân thì biết cái ân coi hiểu này Sẽ là không ngoài cấu trúc sẽ ra có một nghĩa nữa là gì ngoài cấu trúc sẽ ra nghĩa là gì mang tính phỏng đoán là chắc là chắc là chắc là gì đó nhé ngoài cấu trúc sẽ ra của cấu trúc chắc là chẳng qua đây là trong văn viết thì nó hơi kết thúc bằng có si tà còn văn nói nó hay dùng là còi yêu thôi đúng không còn tiếp cái cấu trúc câu C su tô ỉ tà su tô ỉ tà lúc đấy thầy cũng liệt kê nó bằng với cấu trúc gì rồi đấy
Cái này là có thể cũng đã được. Không, lúc đấy thầy bằng được cái gì chi tô mô đưa tà này, lúc đấy thầy bằng cái kiểu cấu trúc này là không chừng, không biết chừng, Không chừng. không biết chừng cái cấu trúc su tô tà đây thì nó bằng là cũng có thể, thì cũng có thể. Vậy cái từ cũng có thể với cái từ không biết chừng nó sẽ thay thế cho nhau bằng nhau nhé, cũng có thể. Ví dụ nhỉ, cũng có thể anh ta đến đây và không biết chừng là anh ta đến đây đấy, tức là nó đều giống nhau nhé, đều giống nhau, thay thế cho nhau được, không bị biến biến nghĩa. Rồi, vậy cái câu tiếp, câu số câu D, câu D là gì? Ăn hai mươi là ăn tên tài, không làm là không Nếu à. nếu không làm là không được. À, nếu không làm không được thì bây giờ em chọn cú lúc mấy nào để nó bằng với cái ly cao học tài kia nào. Vậy em dịch cả câu này cho thầy trước này. Vì anh ta là Người trung thực. là người chính trực trung Vì trực, anh cho nên không có lý nào anh nên ta không có tối. lại không có lý là anh ta nói dối. Thì bây giờ điền được cái câu nào nó có thể là giống xem nghĩa được nào. Mọi người chọn cho thầy cái 21 người trên trên live của thầy nữa này. Đó. Chọn là đam mấy? B. B. Cô B đây, nếu mà em đưa cô B lên thì em sẽ dịch như thế B. nào? Chắc Đó là là ta đã không không nói dối. dối đâu, đúng không? Vì anh ta là người trực, chắc là anh ta đã không nói dối đâu, được đúng không? Đó. Tiếp theo, xong rồi giờ Hương A sơ đúng không? Hương Lê cô 21 là cái phần gạch chân là gì? A o nổ tà. Cái này như hôm trước thầy cũng liệt kê một lần ở đoạn đầu đầu rồi đấy này. Nhớ không? Hương Lê. Chúng ta có động từ cộng với A o nổ tà, nghĩa là làm sẵn cái gì để đấy đúng không? Làm sẵn để đó rồi chờ một cái bài tiếp theo đúng không? Và nó bằng với cấu trúc gì đấy, động từ a o tu tà đúng không? Cái nột tà tu tà nó bằng nhau đấy đúng không? Chúng ta có thể thay thế cho nhau được, nên là cái này nó chỉ là làm sẵn để đấy, làm sẵn cái gì đấy đúng không? Aoi hết tà Phải là đấy, đã phải làm gì đấy đúng không? Côn ha tà, côn này cũng được kê đủ tà. Là cô làm gì, cái này cũng được xem đang mà khôn ha tà là thường, động từ cộng với khôn ha tà vừa lấy thuê xem thường, thường hay làm gì đấy đúng không? Tiếp kê ha tà, kê ha tà cũng được kê rồi, hết tà kê ha tà là gì? để dự định. Không để tự định đâu. Làm cho khiến cho bằng một loạt cái đuôi câu thì đây, đây là đuôi câu gì, đuôi của câu ngoại động từ đúng không? Đây là ngoại động từ, làm cho khiến cho bắt làm gì đấy, bảo làm gì đấy đúng không? Tiếp ao tu tà lại giống với cấu trúc dưới là làm sẵn để đấy, thì em chọn cấu trúc mấy? Em chọn đêm thì tôi thấy đầu tiên chủ ngữ định đầu vì đi đúng không, mà là sao ngược lên. Vì nhiều học sinh đang học Vì nhiều học sinh đang học trong thời gian trong cái thời gian thi ngày học Sam em đang tập trung lắm, xe tô rốc Sam xe tô rốc tức là vì nhiều học sinh bật vì nhiều học sinh học trong thời gian ôn thi cho nên người ta đã bật bật sẵn đúng không, bật sẵn điện, là điện, bật sẵn điện đến tận đêm, sẵn điện ở cái từ hàm xe tô đốc là đến tận đêm khuya nhá, là suốt cả đêm thì là suốt cả đêm được. Người ta đã bật điện suốt cả đêm ở đâu, ở viện. thư viện đó, mình tặng được câu đây nhưng người ta bật sẵn này đấy. Học topic 2 bao nhiêu nữa, topic 2 đây thì em, nếu mà em chuẩn bị em học từ từ chưa biết gì mà gì nhỉ? Học từ chưa biết gì mà một ngày học 1 tiếng thì chắc phải mấy năm nè. Tiếp theo
Diệu Linh nhỉ? Diệu Linh phải không? Diệu Linh Si. Số 2 nào, đây cái gì đấy, e ta ra thử la chi bạn, cũng chút này như chưa học sao đúng không, học chưa nhỉ? Nhưng mà thầy hình như cũng nghĩ học rồi sao ấy, thầy bảo chưa học cũng vâng, thầy nhớ là học Từ rồi etara là thấy cho rồi, còn tàn chin cái đuôi đằng sau chưa cho thế như ạ? ta Còn etara là cho rồi. à đâu, thầy nhớ là rồi này, thầy sẽ quay lại một điểm chính. Etara thôi. Đây. Etara là một Ika Harita gần gần giống. Đúng không? Gần giống. Thực ra nó cũng gần gần, nó cũng xem nhau thôi đây nhá. Đây thì cái ở đây chúng ta cũng thế, cũng là gì? Thực ra nó vẫn phải có N1, N1 ở trong trường hợp là đang đứng đỉnh đầu rồi. Chúng ta vẫn phải có một cái N1 IK N2 E Tara La Chi Tà hoặc là Thá Đư Tà cũng được nhé, hoặc Thá Đư Tà cũng được nhé, nó thì phụ thuộc vào đúng không, phụ thuộc vào cái gì đó, N1 phụ thuộc vào N2 đó. Phụ thuộc, đây là cấu trúc phụ thuộc này. Vậy cái cấu trúc số câu A là gì, danh từ IK thuê tà, cái này biết rồi này, danh từ IK thuê tà là gì, Đặc biệt là trở nên trở nên, trở thành, trở nên đúng không, tiếp suka ita là có thể là đúng không, có có thể thể là danh từ e kaloita, cái này vừa lúc ở trên đấy thầy cũng được kêu luôn rồi đấy đúng không, là gì đấy thuộc vào, hả, phụ thuộc vào ạ. là phụ thuộc vào, tiếp udo in han có si tàn, cái này thực ra nó bắt nguồn từ cái gì đây nhớ không? Chúng ta cứ cấu trúc vào đằng trên euro, euro gì euro in in he ấy, đúng không, thì đây là đứng giữa câu nhưng kết thúc câu thì nó lại biến, nó cho thêm, nó biến thành ha tà thành thành han đúng không, nó ha tà biến thành han sau còn chi tà thôi, thì chúng thì cứ là vì đúng không, là vì gì đó đúng không, thế vậy em chọn cái gì, C ạ. chọn C, em gì cả câu này, Tương lai của một quốc gia phụ thuộc vào chính sách giáo dục của quốc gia đó. à trong chắc là chính sách, tương lai của một quốc gia phụ thuộc vào chính sách giáo dục của đất nước đó rồi, ok trả rồi, Khương Nguyễn câu 23 phải nào, Tarumita này là cấu trúc gì, Tarum Khương Nguyễn Mì đâu, vì vì nên đâu ba mi vì nên Tarumita không phải gì lên nhá, cái này hình như thầy cũng nhớ là chưa 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 thống kê sao, chỉ cái này thì là chỉ là chỉ gì đấy, chỉ là cái gì gì đấy đúng không, câu A nghĩa là gì, câu unita hai là chỉ ạ. câu B su unita Có thể có thể làm gì trong câu unita cũng đâu, chồng tôi y tá, cái này hôm trước thầy có chồng liệt tôi kê lập bằng về cấu trúc là à, nó đến mức đúng rồi, ân điền chỉ cho y tá, nó có cấu trúc bằng về cấu trúc đấy là chỉ cho y tá nhé, là gì cũng là đến mức rồi, ly ca y tá lúc đấy ta có ly cao ọc tá là không có lý nào, chứ bây giờ y tá thì thành là gì, có lý nào. có lý nào đúng rồi, không có lý nào là gì, có lý nào tôi chọn cái gì em, À, chị ạ. chỉ đúng rồi cấu trúc A ăn gì cả câu cho thầy, ở đây là có cấu trúc là e tô bùn cua ha vô, thì cấu trúc e tô bùn cua ha vô nghĩa là gì, cái này hình như thầy cũng thống Bùn. kê ở cái phần trên một lần rồi đấy, danh từ e tô bùn cua ha vô có chữ tô đây thì nó sẽ cho là cho dù đúng không, Cho dù nhưng cho dù nỗ lực của chính phủ đúng không, cho dù chính phủ nỗ lực đi nữa thì làm sao đấy, thì cái việc dòng việc trên tam quan kinh tế của đất nước cũng không được tam cải quan mình sao hoang là gì, sao hoang đây là mình tình hình kinh tế của đất tình nước tế cũng không được
cải thiện. không được cải thiện, không được tốt lên đúng không, thì nó chỉ là một việc gì, nó chỉ là một việc hắn tha cắt tài, Đáng tiếc. đúng rồi, nó chỉ là một việc đáng tiếc đúng không. Rồi tạo được số câu A, ok chẳng sợ. Thủy đỗ 24 nào, chul ả đắt tà, Như là công thức chul hồi tử ả đắt tà Chur Arata. của chú này là của chú là gì? À, cứ tưởng rằng là, và chúng ta có động từ, động từ cộng ân ví dụ tôi một lát ta cũng là không nghĩ rằng là đó, về một cấu trúc là cứ tưởng rằng là, một anh không nghĩ rằng là, thì ở đây em thì là không tưởng rằng là đúng không, tưởng rằng là to chi đại, tưởng là tăng là trượt rồi đấy. Tiếp kê tuê tà nghĩa là gì, ba nghĩa Để một là để đâu sao hai để kê, phải đâu kê tuê tà mà đạt được đúng thế kê tuê tà trở nên này, bị này, được này, ba nghĩa thành này. vâng Trở trở nên nên bị được. vâng Tiếp tên mi tà, coi như ừ, phải cho khi giả đã từng làm ở đã từng đã từng rớt. xin co là vô, à họ là vô xem các hết tả Suy nghĩ rằng là nghĩ rằng đúng là này từ thì đấy co ra cô à, co là cô từng đây là giả tiếp thì tương lai thôi, tôi dịch là nghĩ rằng là sẽ, à. cái này thì là sẽ nghĩ Thế rằng là là, bạn D ừ. Và đây đúng không, thì cả câu là gì, chưa nó một ở đâu ở sao. à, cái cuộc thi rất là khó vì cuộc thi rất là khó nên là tôi nghĩ rằng là tôi đã trượt cuộc thi này. Rồi, rồi, tôi tưởng là tôi trượt đúng không? Tôi tưởng là trượt, tôi nghĩ rằng là trượt. Đấy, chọn đây luôn. Tiếp, hương Ây Sơ, tức là hương, à, hương gì ta? Hương Lê. À, là ừ na mà na hiểu. À, cái chỗ này học rồi, đợt trước này liệt kê ở phần trên thì phải. Đợt trước là đứng ở giữa Vâng. câu, đợt này nó đứng ở cuối câu, thì ừ na mà na nghĩa là gì? Là ma cho ngủ. Cho dù làm cũng như không đấy đúng không, cho dù làm cũng không có tác dụng gì đấy, bằng cái gì đây, ly cao học tà, ly cao học Không có lý. tà không có lý nào, áo tô xô dung học tà, áo tô là Mặc dù dù, dù cái gì đó, xô dung học tà là không có, thì xô dung là gì, số dông sô dung là gì, tác dụng, sô dung là tác số dụng, dông tác sô dụng là tác dụng, không có tác dụng à, ăn nhưng không có đồ tác ăn, dụng. đồ ăn đồ uống cũng chả có tác dụng. Tiếp chỉ mai cử đó, chỉ mai coi cử đất cả cấu trúc này thì mọi người chưa biết này, nếu mà động từ cộng với cái chỉ mai coi cử đất cả biết thế thì không làm gì đó đúng không, còn nếu mà động từ cộng với ân tìm coi cứ đất tài thì có dịch là biết thế thì đã, biết thế thì đã đúng không, đó. Một cái biết thế thì không làm gì đấy, còn biết thế thì đã làm gì đấy đúng không, ừ. Đó. Nào tiếp cái cấu trúc chỉ án nếu nhà tê tà là gì, không Không nếu không làm là không, không được, mong không làm không được, rất là nhất định phải làm đấy, không em chọn mấy về rồi đúng một cái B nhá, thì cả câu này là gì, nếu như chỉ khi trẻ như nhau nếu như không nếu không thì chỉ khi tàn là gì, chi tả tuân thủ, nếu như chúng ta không tuân thủ cái gì, phù chung vọng không tuân thủ tuân thủ một phương biện pháp
pháp sử dụng phương pháp uống thuốc thì là phương pháp uống thuốc. Nếu không tuân thủ phương pháp uống thuốc thì dù chúng ta có thì đây ăn cũng như không. uống thuốc cũng như không, đúng rồi. Tiếp là đến đợt ai đây, rượu ai này? Rượu linh, rượu linh này. 26 semi tà lạ. Coi như là Ừ, coi như là bút ni tà chỉ ạ. chỉ là email cho kết tà Ước làm gì thì tốt, rồi mong là ước thì làm gì ly cao tà không có lý nào, mà sang cả si y tà coi như là mà sang cả si tà là kiểu là giống giống như là này, thế em chọn mấy anh thật đê ạ. rồi thì cả câu cho thầy vì đi nhỉ, vì theo là chỉ ở mà nặng thấy rõ Vì sinh ra, vì chỉ sau khi sinh ra tôi đã đến Seoul nên là em tìm Seoul em coi bỏ qua cái chỗ này thì cấu trúc động từ ân nhân chi cộng với thời gian cộng với tuê tà tức là làm gì đó được bao lâu đấy đúng không, nhưng ở đây đó là an tức là nó chưa được bao lâu gì đấy đúng không, tức là gì theo như làm gì tức là gì tôi sinh ra chưa được bao bao lâu à, chưa được thì bao lâu tôi đã đi tôi đã đến Seoul. đến cho lên Seoul được À, coi như tôi đã là coi Seoul như quê hương à ngồi Seoul được coi như là quê hương tại phố Phú Đê. Hương Nguyễn câu 27 cho thầy nào. Ship tà cô mình. là Muốn muốn em muốn định bà là có được à, trở đi được là phép làm cũng gì đấy, được phép làm gì đó đúng không, tiếp còn cặp thà có vẻ sẽ khó khó lẽ. hình như có vẻ có lẽ đúng không, hình như có vẻ có lẽ rồi tiếp Đã từng đã từng đúng không, đã từng rồi nhưng sợ được mấy nhỉ. em chọn đáp án D, đã từng. Đã từng làm gì đấy thì cả câu là tôi thì đã từng đi Tôi đã từng leo núi Son Lắc Sorak-san từ rất từ rất lâu rồi không chứ, thế này tôi đã từng không được, tôi đã từng leo núi cái này trước đây rất lâu rồi phải ấy. Ta lại thế hay là từ rất lâu rồi tôi đã muốn leo núi Son Lắc. đúng rồi À, đó, từ muốn. rất lâu tôi đã muốn leo núi Sorak-san rồi thì chọn cô thì cô đây là sai nhá mà ok trả lời chọn tiếp theo thủy đỗ cho thầy câu 28 Vâng. semi Coi như tả coi như là chóc hai tám như là chúc hạt tà là cũng là coi như giả vờ đúng đấy. Em đang thầy nhớ thành phố Bắc Ninh à, thầy trên thành phố Bắc Ninh có học topic thì đến ngay vừa học được một buổi xanh tất cả là giả vờ đúng không, giả vờ chắc là tiếp Irumita. thì là rất mi tả là gì, Công thức này em không nhớ. cái này thầy liệt kê một lần nó bằng với cái gì cái là rất mi tả nó bằng cái gì này danh từ nó bằng với danh từ ê thầy đo gì tả đấy nó là gì tùy thuộc vào phụ thuộc vào đấy đúng không, Vâng. lúc đấy có để ấy cái cấu trúc tương tự su bạc theo học tà cái này đúng xuất hiện mấy lần luôn Không không thể không. nhỉ, không thể không tiếp mà sang cả chi tả vừa ấy trên tâm Giống à đúng giống như đúng không, đúng giống như coi là giống như giống giống như như là coi như là giống như là trong tưởng giống như là rồi dịch cho thầy vì đã thì khăn chân phát sinh gì cả, đã nhìn thấy một mặt tôi đã vì xem đã nhìn thấy cái từ khăn khen là một tập nhé, tôi đã xem một tập một tập phim phim trong vòng 35 trong vòng trước 3 năm trước nên là hầu cho nên như bây không giờ gọi hầu như không không xem, hầu như không xem, coi như coi là nhầm.
được coi, tức là trong ba ý là trong 3 năm qua, phải dịch là trong 3 năm qua tôi có xem đúng một bộ phim, cho nên coi như là tôi không xem cái gì cả, đúng không? Tức là nó hỏi là bạn có thường xuyên xem phim không, thì nó trả lời là gì, chỉ đang thân nhân tổng hợp Ồ. đồng hòa rế thân nhân và sinh nghiệp cả có ý ăn buôn xin nghỉ 3 năm mới xem được một bộ phim thì coi như là không xem được gì, đúng không? Vậy là chọn Vấn được đề tốt đây, đúng không? để À, Hương Hương Lê nào 29 Côn Ha Xá. ha Làm gì cô đa tài gặp nhiều lắm không? Cô đa tài là thường thường nhá, cô đa tài là thường, cô đa tài là thường này. Tiếp có vẻ như Giang, có lẽ cô Giang y tả hình như có vẻ có lẽ được rồi, ok. Tiếp con y tả cuộc, cái này là phần cuộc diện, thuộc diện thuộc dạng, không thuộc diện nào đó, thuộc diện nói tiếng Hàn giỏi, thuộc diện hay ăn, thuộc diện hay nói, thuộc diện hay cười, kiểu như thế. Tiếp chọc y thịt ta đã từng à, đã từng không, thế em dịch em chọn đấy. Dịch từ cái chỗ Bonica nhìn gì kia, nhìn thấy cái việc là gì, nhìn thấy cái việc nhìn thấy cái việc bắt đầu hoa nở nhìn thấy bắt đầu hoa nở, đúng không? Thì cái gì, mùa xuân coi như một phần đã ô đến tả là đến, à B dường như hình như mùa xuân đến, đúng không? Nhìn thấy hoa nở dường như mùa xuân đến. Rồi tiếp 30 Diệu Linh, các bạn Diệu Linh nào, cô 30 em chọn D ạ. ờ là đi, đi giải nghĩa thứ khác như vậy, im là đơn mi tả lúc đấy có một lần rồi đấy, à phụ thuộc, tùy theo phụ thuộc. Tiếp man ha tả Ha ta là chị ạ. đâu, đây là gì, chỉ là phải danh từ cộng với man ha tả thôi, hoặc là ki man ha tả mới là chỉ, còn đây là Độ không, man khâm mới là mức độ luôn mà. Đáng, đây là đáng, có giá trị đáng dạ làm gì đấy, đúng không? Đáng y ship tả dễ dàng làm tìm su tô ịp tả tô ích tà cái gì nên quên mất cũng có thể, nó là cũng có có thể, su ịp tả là có thể, tô cho thêm tô là cũng cũng có thể. Tiếp danh từ ê, thần lơ tả là phụ thuộc à, phụ thuộc, em chọn mấy đây ạ à, thì cả câu như thầy là gì? Cái bầu không khí của của nhà phụ thuộc vào cách trang trí à, phụ thuộc vào việc trang trí, rồi ok trả cho sao đó, hết hết phần ngữ pháp đấy, mọi người cứ lặp đi lặp lại làm, vừa liệt kê vừa làm phần thăm câu kiểu gì cũng thuộc, đúng không? À, hôm nào thầy soạn xong cái phần tham khảo với thầy để gửi cho tiếp về nhà tự làm nhé. Hôm nay tiếp tục chúng ta sang phần phần 2, tức là chúng ta sẽ là gì, sau đây chúng ta hãy chọn sau đây, nó là đoạn văn đang nói về cái gì, tức là bắt đầu từ đoạn này chúng ta sẽ đi tích lũy từ vựng nhé. Tích lũy từ vựng là một, thứ hai nữa là luyện dịch là hai, đó chúng ta sẽ tập trung vào hai kỹ năng đấy. Thì cái tích lũy từ vựng ấy thì thầy sẽ kết hợp với cái phần tích lũy từ vựng theo âm Hán Hàn nữa, cho nên chúng ta chú ý nhé, ở bên dưới này này, ở bên dưới này thầy sẽ để hai cái phần này, mọi người in ra, mọi người có thể là chúng ta sẽ liệt kê từ mới ra đây đó, và đầu giờ sau thầy sẽ kiểm tra từ mới đấy nhá, à, bắt đầu là từ đầu tuần sau thầy sẽ kiểm tra từ mới, tự thầy kiểm tra từ mới có thể là thầy nó hỏi bằng, thầy họ nói tiếng Hàn em phải nói cái âm đấy ra tiếng Việt, và ngược lại nói tiếng Việt thì phải nói ra được từ vựng bằng tiếng Hàn vào 10-15 phút đầu giờ, nên mọi người không được trốn cái thời gian đầu giờ đấy nhá. Nào, đầu tiên chúng ta đi liệt kê từ mới trước cho mọi người nhé. Đầu tiên chúng ta có từ gì đây này? Này, ịp sốc.
À, ịp sốc đấy, ịp là miệng này, sốc là trong này, bên trong miệng nó. Chia đây là cái gì? Răng. À, chia là răng nhé. À, chia nó là răng. Ngày xưa chúng ta có cái từ là y đúng không? Y, y đó là răng, nhưng trong trường hợp này nó lại có cái từ y là răng, nhưng có từ chia nó sẽ liên quan đến răng bên, bên chuyên môn hơn. Chúng răng được chưa? Đó nhé, từ vựng rất là nhiều luôn đấy. Tiếp có từ gì nữa? Cái xì say say biết là cái gì không? Em xem nào. Thầy hôm nay nhớ được bao nhiêu người khác. Cảm ơn em. À, say say. Cái từ say y không ấy nghĩa là gì? Giữa. Giữa. Say say đây là giữa giữa đúng không? Chẳng có là nhấn mạnh nó nhắc lại thôi. Từ này nó cũng không có gì đáng kể. Vũ tư đọc tà. Mềm mại. À mềm mại. Vũ tư đọc tà là mềm mại. Vũ tư tả là mềm mại nhé. Đó. Rồi. Xong tiếp chúng ta có cái từ gì? Thì Nu biết rồi. Chisol đây là cái gì? Sơn như bàn chải, sơn À, chisol. chisol là bàn chải. À, bàn chải. Đánh răng. Bàn chải đánh răng. Chisol. Sau tiếp. Bên dưới này có từ gì? Vương cung cung. Hy mang. Hy mang là Hy vọng. hãy hy vọng. Chúng ta có từ hy vọng. Hy vọng. Hy vọng. Tiếp. Từ gì nữa? Hưu tà kìa. Hưu tà là gì? Dưỡng. Lui. À lui. Lui dưỡng. Bốn mắm. À bồ sai phi. Sơn. Tức là cái từ sai phi tà. Bồ sai phi tà là gì? Chúng ta chỉ là quan sát thôi đúng không? Quan sát xem bằng tấm lòng của bố mẹ sao cho mình duyên này hết đó, từ mới lông chỉ có như này thôi đó nhá. Rồi bây giờ ta sẽ đi dịch, đi dịch ở chỗ này câu năm. Lúc đấy là ai nhỉ? Lúc đấy là Diệu Linh. À Diệu Linh bây giờ là đến Hương Nguyễn nữa phải nhỉ? Hương Nguyễn cái số 5 em sẽ dịch như này. Thời gian nhá, chúng ta chú ý từ câu 5 đến câu 8 của mình nó sẽ là những cái dạng slogan hoặc những cái câu khẩu hiệu hay những cái tờ quảng cáo gì gì đấy ở của nhà hàng hay là của một cái dịch vụ nào đấy nhá. Cho nên chúng ta sẽ dịch nó không có phải một không không làm nhiều khi nó không là một cái câu hoàn chỉnh đâu. Chúng ta chỉ đọc những cái từ 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 và tự tự dịch ra thôi. Nhá. Hương Nguyễn là dịch cái chỗ này làm sao? Đầu ke cứ si là dịch, cứ dịch từ dưới trở lên ke cứ si là Sạch sẽ. ke cứ si là sạch sẽ. Giữa giữa đúng không? Sạch sẽ sẽ đến cả giữa giữa của gì đây? Xong. Của Của răng răng. ở trong Trong miệng. trong miệng. Rồi bắt đầu là gì? Chai thạc kỳ tà, tức là nó gì, nó cũng tạc kỳ tà, tạc tà đây là gì? Tạc tà, thạc cài ố đấy. Chúng ta có cái từ y đơn tạc cài ố, tức là đánh răng lau lau chùi, tạc tà lau chùi đúng không? À, trong trường hợp răng thì nó là lọng đánh răng đúng không, tức là lau chùi sạch sẽ một cách mềm mềm mại đúng không đó. À, thì ở đây chúng ta có những cái từ giống như là cái từ chia này này, là những cái chia, tức là ở trong cái phần câu năm, từ câu năm đến câu tám chúng ta cố tìm ra được cái từ mà để chúng ta làm keyword để chúng ta thì chọn đáp án đúng. Thì bây giờ ở dưới ở trong câu năm này, này nó đang, tức là nó đang quảng cáo giới thiệu về một sản phẩm nào đó đúng không, thì bây giờ chúng ta tìm ra được cái chia, tức là cái gì liên quan đến răng. À, đánh răng liên quan đến răng thì chúng ta chỉ có gì chọn được cái gì thôi. Số 1 là gì bạn Hương Nguyễn? Từ này em không biết Chí nu là cái xà phòng, cái bánh xà phòng ấy. Đó. Sau rồi chít xôi là à, bàn chải sôi đánh, bàn chải đánh răng. bạch Vậy tăng thầy vừa liệt kê bàn chải đánh răng đúng không? Tiếp ăn trong. ăn cho Ăn keo là cái gì? kính. Là cái kính. Ăn Kính. keo là kính. Ừ. Su con. Su con gì Con là tay tay cái khăn mặt. Su con là khăn mặt. Son su con mới là khăn tay. Su con là khăn mặt. Thế vậy bây giờ em chọn đáp án là gì? Liên quan đến răng các thứ thì chỉ chọn mấy? bàn Chọn chải răng. bàn chải đánh răng thôi đúng không? Bàn chải đánh răng. Rồi tiếp câu 6. Ừ, câu 6 của Thủy Đỗ nè. Dịch cho thầy này. Đó.
Về từ dưới là nơi thì À, là Chiwetel nơi nuôi là dưỡng hy vọng và giấc nhưng mơ hy vọng và ước mơ đẹp của đẹp của những đứa trẻ, đứa trẻ, và nó sẽ quan sát chăm sóc từ nó cả sẽ điều quan gì đấy, sát cái tấm lòng của tức bố là mẹ. nó dịch cái này là chăm sóc cũng được đúng không, người ta chăm sóc bằng một tấm lòng của bố mẹ. À, vậy là nuôi dưỡng ước mơ hy vọng, nuôi dưỡng ước mơ hy vọng còn chăm sóc cho bằng tấm lòng của bố mẹ, thì nó đang giới thiệu về cái lời gì? Intend là Chứ ngân nuôi dưỡng trẻ à? ngân Ôi hàng đúng trời, không, to tom là hiểu, hiệu sách, hiệu sách, Yuchi là hiệu viện, à, cái trường mầm non đúng không thầy? Du chi Yuchi luôn, mầm non mẫu giáo đúng không, u chê cúc là bưu điện thế chọn mấy C. à, cô ba đó đúng không đó. Rồi bắt đầu ở đây thầy sẽ đi tìm đến một cái âm Hán Hàn, tức thầy như này, tức là mỗi một cái chỗ này thầy sẽ đưa ra một cái âm Hán Hàn, và từ cái âm Hán Hàn đấy chúng ta sẽ thì sẽ đi lấy ra các ví dụ, ví dụ nhá. À, ví dụ thầy lấy cho một ví dụ Hán Hàn này, ví dụ ở đây chúng ta có từ khi mang đi đúng không, khi mang, từ mang ở đây nghĩa là vọng nhá, từ mang chúng ta nhớ từ mang là vọng, vòng 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 đấy, tức là vòng, tức là mỗi một âm nó đều là có nó đều có, chúng ta cứ nhớ là mỗi một âm như vong thì nó sẽ có đi theo các gì các dấu khác mà vong vóng vòng vòng đấy, giờ chúng ta luận cho nó dễ đúng không, vong võng 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 vòng vân vân đó, thì để chúng ta nhớ được cái âm âm vọng này nó mang này đúng không, thì bây giờ chúng ta sẽ đi lấy ví dụ, ví dụ cái từ khi mang ở này chính là khi hy vọng đấy đúng không nhá, sau rồi mang gì nữa, mang của vong vóng vòng vòng, hoặc là mang nó có nhiều âm nhá, không phải mỗi cái từ này nó có một âm đâu, thì thầy là vong vóng vòng vòng này nhớ nhá, một âm vong vóng vòng vòng rồi này, sau rồi một mang đi nghĩa là mạng nữa, mang mãng mảng màng này đó, tự vong tự mạng, mang mạng nữa đó, thì bây giờ thầy là mọi người đi lấy mỗi người nghĩ cho thầy một âm nhá, khi thì hy vọng rồi này, vong đi, Saman. ta mang đúng rồi, tử tử vong đúng không, tử vong đó, không nhớ ra một Tô âm mang. cái gì á, cái gì mang, Tô mang. xô mang là gì, Bỏ trốn. Tô mang bỏ tô mang không bỏ trốn được trốn. đào vong à, đó, còn gì nữa, hy vọng mong mang đây nhá, mọi người có thể vào đây tìm vọng Gì hoang mang, mang hoang mang hay sao thấy hoang mang có, thầy hoang thầy mang thì rõ ra đi. chúng ta có từ hoang mang này nhá, đó có mà có hoang mang này đó, Đấy. hoang mang này đó, mang là mạng này, mang mãng mảng màng đấy, nó nghĩa là mạng nữa đúng không, hoang mang có những cái âm nó như tiếng Việt luôn đó. Tức là bây giờ thầy muốn mọi người để tìm ra những cái âm giống như tiếng Việt trước đã, sau tích lũy được những âm này xong thì ta mở rộng những âm khác sau đó, mang mang gì nữa, cái này rất là nhiều mang, mạng mạng lưới, mạng thông tin, mạng mạng truyền thông các thứ này, cái âm mang này có vẻ là ít nhỉ, mang này có vẻ là ít, mang không phải âm nào nó cũng nhiều đấy nhá, chúng ta đi tìm mang Ra các nghĩa mảng mạng, ra. gì nữa, viển vong mà có từ viển vong không, viển vong có, viển vong, viển vong ta có từ gì, quân quân mang không, đầu quân mang thì lại viễn vọng cơ, quân mang, quân mang là oán, oán vọng, viễn vọng có từ viễn vọng không, nguyện vọng, quân mang là nguyện vọng, là Mang nguyện vọng quán rồi viễn vọng, quân mang nguyện vọng đó, nguyện, chúng ta học những âm Hán như vậy nhá, bây giờ thầy có từ hi trong cái từ này, có hi nữa đúng không, âm hi, hi trong này giờ gì, hi chỉ nghĩa là hi thôi chứ là gì nhỉ, hi 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 đấy đúng không, hi 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 hi, thế bây giờ mình sẽ có âm là gì, như ở trên kia là hi mang hy vọng đúng không, hy sinh là gì, xong bây giờ là ai đây, Hương đi nhỉ, Hương Nguyễn, Hương Lê đi, hy sinh là gì,
mạng mạng nhẹ Hy sinh các bạn không biết thầy. à, hy sinh là gì, hy là hy rồi, sinh là gì, Hy sinh. hy sen, sen là sinh đúng không, rồi là Hy sinh. hy sinh đó, hy vọng gì nữa, không phải là hy sinh mà. Hy gì nữa, hy hữu à, hy hữu có à, Diệu Linh hy hữu có, hy hữu này, hy hy là hy, du là hữu, hy hữu tức là hiếm này đúng không, không phổ thông, không có, ít có đấy, à, hy hữu đó, chúng ta có thể hy hữu, Rồi. chúng ta cứ tích lũy dần nhé, rồi chúng ta sẽ học được nhiều từ, hy hữu không, hy gì nữa, mọi người thử lấy chân thành cái từ đáp án này, hy gì, hy sinh, hy Hy đó. hữu hả, Hy sinh Lạp, á, Hy Lạp. hy lạp á, hy gì á, hy vọng, hy sinh à, mọi người có thể đến đây, mọi người có thể vào cái chỗ sang Naver để đánh ra từ hy gì vào đây được không, Ít lắm từ khi hy quý, hy hạ mang thế này, hỉ có nghĩa là hỉ nữa, hi hỉ đúng không, hi hỉ 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 đó à, cái từ hi này là không phải hội ý, học bí không phải, hi này có cái từ hi quy này, hi quy tức là gì, quý hiếm này đó, hi quy là quý hiếm này, nhưng cái âm này nó hơi bị xa vì chúng ta thầy muốn tìm những cái âm mà nó giống với mình đã à. Hy hữu, hy hy vị, hy vọng, hy sinh, hết rồi, cái này nhiều đấy à, cái này không được nhiều à, du hí nữa, chúng ta có từ du hí nữa đấy, du hí ấy, biết du hí là gì không, du hí cái này được gọi là du hí thế này, du hí tức là trò chơi, du hí tức là những cái trò chơi gọi là tiêu khiển hoặc là những cái từ giải trí các thứ đấy, chúng ta có thể là hiểu cái từ đấy được không, cái từ du hí này thầy thấy cũng xuất hiện trong topic nhiều này, du hí, du hí tức là giải trí đúng không, giải trí hoặc là đi du lịch ấy, đi du lịch cũng được gọi là đi, đi chơi ấy. Đi chơi cũng được là gọi đi du hí đấy đúng không, lâu lắm thì không phải đi du hí kiểu như vậy, mọi người có âm khác không Quy củ. hả, Quy đi cu là cái gì Quy cầu ước nguyện. à, khi cầu khi cu, khi cu mong mỏi, cầu ước, cầu nguyện, khi Cu. cầu chúng ta thì là khi cầu, khi cu, khi cu là khi cầu đó, khi cầu, cầu nguyện đấy, thì sau này ở cái phần bắt đầu cái phần từ vựng thầy sẽ giúp mọi người như này nhé, sau rồi nó sẽ có nhiều các, mọi người bắt đầu mọi người cứ tích lũy những cái từ này cho thầy, xong rồi dần 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 chúng ta rất là giỏi, nhìn những cái từ vựng nhìn phát là đoán được luôn đó, thì khi mang này, hy vọng không cần học luôn, khi mang đó có nhiều từ nhất, chúng ta nhớ là tận 60 đến 70% nó chiếm này, ví dụ từ ngân hàng này nó cũng là âm hán này, ân là ân à, ân là ngân này, khen là hàng này, hạnh này đấy, ngân hạnh, ngân hàng này đó, đó. Những cái từ này so cho cũng thế, nó là sớ điểm nên nó cũng thế, đúng không, mọi người chưa va chạm đến từ hán hàn nên mọi người thấy khó thôi, nên dần dần mọi người đấy á, dần dần chỉ cần không cần thì không cần học, nhìn từ mới phát đoán được luôn đó, đến cái giai đoạn đấy xong rồi chúng ta nó sẽ thấy nó sung sướng ngay đó. Rồi hôm nay mình học đến đây đi, xong rồi buổi sau chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ học cái phần này, thì còn cái phần mà từ vựng ngữ pháp này này mọi người cố gắng về học lại nhé, cho nó chắc đi nhá, hoặc là in in một cái mới ra mình làm lại từ đầu đi, mình tự làm lại từ đầu đi, xem mà mình đúng được bao nhiêu, mình cứ làm đi làm lại tự dưng nó thành nhớ mà nhá, về in in cái phần ngữ pháp này riêng nhá, làm đi làm lại đi tự dưng sẽ nhớ, trời rồi hôm nay mình đã học đến đây nhá, buổi sau học tiếp, buổi sau mình học nghe đấy mọi người, thầy thực ra là cái file nghe ấy thầy thầy sẽ gửi cho mọi người trước, nhưng mà trong file nghe
ở trong cái phần nghe ấy, thầy có đây này, thầy thầy chỉ cho để chúng ta biết được, chúng ta chuẩn bị nghe trước cho thầy nhé. Tức là mọi người nhìn thấy này, tai nghe của thầy này, tức là nó có theo lần, thầy thầy đang ấy theo lần này, 353637 xong rồi 41 này, thì mở ra nó sẽ có các câu ấy. Ví dụ nhé, cái phần đây, cái file nghe của thầy đây đúng không? Ví dụ đây thầy ghi là lần 91 từ câu 1 đến câu 3, thì mọi người cũng đi vào cái phần file nghe, cũng đi vào cái câu 91 đây. Ở đó 9 chất thể thể là 91 chứ. Ở đây 91 chứ. Có thể thể 93 91. Đó. Thì mình sẽ đi vào phần 91 đấy. Từ câu 1 đến câu 3 thì mình mở vào câu 1 này, câu 1 là gì? Đó, nghe xong rồi sau lại đến câu và đến câu 3, à câu 2, nghe 2 xong câu 3, đó. Đó, hiểu không? Sau rồi tiếp nhá. Tiếp ví dụ sang đây phần 81 từ câu 1 câu 3 như thế mọi người cũng lại quay lại. Quay lại vào phần 8 83 đó. Sau mở câu 1 câu 2 câu 3 nghe hết xong sau lại tiếp tục quay lại đến 64 đó. Nó cứ lần lượt như thế. Đó. Thầy gửi file nén cho nên là mọi người phải giải nén ra bắt đầu mới thì mới nghe được nhá. Đâu nhỉ, file nén của thầy đâu? Rồi, đó, nào đến đây nhá, thầy lén xong thầy gửi lại cho mọi người giải lén là sau bắt đầu thì nghe lại cho thầy nhá. Rồi, ok, ổn rồi, vì cả chi mà chết người ta, Ê, 감사합니다. 자주 보세요. 다 chào.